nóng trong ngày, phát hiện thi thể bé gái 3 tuổi trong tủ quần áo ở thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, qua kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện thi thể của một bé gái 3 tuổi được đặt trong tủ quần áo, nghi phạm sát hại chính là mẹ ruột của bé. Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh hiện đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thúy Hằng, 32 tuổi, quê Bến Tre để điều tra về hành vi giết người. Theo đó, sáng ngày 6 tháng 8, Hằng đến trụ sở công an đầu thú và khai nhận hành vi giết con gái của mình là A, 3 tuổi, tại một nhà nghỉ trên đường 6A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Theo lời kể của nghi phạm, một ngày trước đó, Hằng ôm bé A đến nhà nghỉ thuê phòng để tự tử. Tại đây, Hằng dùng dây sạc điện thoại siết cổ khiến bé gái tử vong. Sau khi giết con, Hằng định nhảy cầu tự tử nhưng không làm được nên đến cơ quan công an đầu thú. Kiểm tra nhà nghỉ theo trình báo của Hằng, cảnh sát phát hiện thi thể bé A được đặt trong tủ quần áo. Qua làm việc, Hằng khai bé A bị bệnh hiểm nghèo, gia đình không có tiền chữa trị, cuộc sống bị bế tắc và bản thân bị trầm cảm nặng. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và xử lý. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm tin nóng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh Shine TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.